Đã lâu rồi tôi lại đến nhà anh nghệ sĩ Thế Nhân ở thành phố Hồ Chí Minh. Và một cái cơ duyên hồi đó cũng phải hơn 10 năm rồi anh Nhân nhỉ? Vâng, cũng hơn 10 năm rồi. Và hồi đấy anh Nhân là một nghệ sĩ vẽ airbrush. Anh có những cái nét vẽ rất là độc đáo, rất là lạ, và cái chất của các tác phẩm của anh cũng phải nói là rất là khác biệt. Bẵng đi một thời gian thì anh ấy bảo là bây giờ tôi lại đổi qua một cái môn chơi khác, đó là vẽ tranh cát độc. Và tôi cũng đã lên thành phố Hồ Chí Minh và gặp anh và muốn tìm hiểu về bộ môn vẽ tranh cát độc. Và cho tới bây giờ thì anh vẫn còn theo đuổi bộ môn này. Đương nhiên anh có nhiều cái món khác rất là hay. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Thế Nhân, nghệ sĩ Thế Nhân. Nghe đồn anh dạo này có thêm một cái môn múa võ phải không anh? Em đang thấy ở trên trên Facebook của anh có cái môn múa võ, em thấy cũng rất là hay. Không biết là anh học võ hồi nào? À không, thì thực ra thì mình học cái môn karate này cách đây cũng hơn 20 năm, 30 năm. Ngày còn thanh niên, còn trẻ trẻ. Thế khi mà vào mình ở ngoài Nam Định vào Sài Gòn. Thế hồi đó là đi lính về còn đang trẻ, sức còn đang sung lắm. Mình hồi đó cũng dạng ở thấp bé nhảy cân. Thành thử ra là đi ra đường thì nói chung là cũng thấy hình to to, sợ. Không phải sợ nhưng mà tính nghĩ bảo nếu mà kia nó uốn mình cũng muốn lại không. Cũng hơi bị nhột đúng không? Tại Hơi nó nhột. bự quá mình nhột đúng không? Karate hồi đó ở Sài Gòn này á là họ chưa cho dạy. Tại vì cái đặc tính của karate là võ chiến đấu. Cho nên là những cái đòn thế của nó là đã ra đòn là phải hạ đối thủ. Rất đòn mẻ chán đấy. Chứ nó không như những cái bộ môn thái cực đạo này kia nọ là nó còn rèn luyện này kia, nhưng karate là hiệu quả và tuyệt đối. Bảy chục ký hả? Rồi ok, bảy chục ký trèo lên, leo lên. Dâng lên, một. Tập ở đây là gì? Mình ngoài cái những cái bài quyền của karate còn nhớ được thì mình còn tập thêm cái gọi là nội công, cái khí công. Tập khí công ở đây là gì? Tập thở, tập những cái động tác để cho nó vận khí. Khi mình tập bình thường như vậy thì máu huyết nó sẽ lưu thông. Và ví dụ đang ngồi vẽ mệt ra, mình chỉ cần tập khoảng chừng 5 phút là nó đã khác rồi. Máu huyết nó đông, tự nhiên mình thấy ví dụ như là cơ thể nó đỏ lên rồi, nó thấy nó khỏe hơn. Em thấy mấy ông cứ chiều chiều đi làm về cũng vô trong quán ngồi tập khí công, em thấy ông nào đó cũng đỏ đấy đấy đấy, họ đấy là họ tập ở cái đẳng khác rồi, gọi phừng là túy rồi, túy công. Kia đấy gọi là túy công, phừng mình là khí công nhưng mà người ta là túy công. Thì Trong chuyện của Kim Dung em thấy ông ấy nói rất nhiều về khí công, rồi rồi bay qua mấy cái cây này kia gọi là gì anh nhỉ? đấy là khinh công. À, khinh công. Nhưng mà ông Kim Dung không hề nói đến cái chuyện mà khí công mạnh mà lại hút được những cái ví dụ như là dao kiếm dính vào người. Ông ấy không thấy được cái chuyện đó. Nhưng mà em thấy anh tập võ một thời gian dài và bây giờ hôm trước em phát hiện ra là anh có một cái clip ở trên Facebook, anh hút được dao ấy, kéo đồ kim loại mũng thì đầy người. Chắc là do là anh có một cái Năng lượng năng lượng nào ở đó không? Mà anh phát hiện ra cái điều đó khi nào? thực ra mà nói thì mình cũng chẳng biết là cái đó là do nó có sẵn hay là do tập luyện hay như nào, không biết. Thế thì có một dịp mình mới xem trên báo, nó có đăng cái tin là có một cái ông người hình như người Bulgaria hay người Nga gì đó, đại khái vậy. Ông cũng lớn tuổi rồi mà ông có khả năng là ông hút những cái muỗng, cái thìa, nói chung là đồ kim loại bỏ lên người ông là hút. Thế mình mới bảo chứ mình cũng nghĩ bụng, mẫu sao lạ ta. Thế thì lúc đấy thì cũng đang ngồi uống cà phê này, thì tự nhiên là xem báo thì uống cà phê thấy có cái muỗng ấy.
mình cũng chùi chùi cho nó khô đi, xong rồi đem bỏ lên người thì thấy nó dính. Nghệ sĩ Thế Nhân, Cảnh Nhà Đơn Chiếc. Chúng tôi đến đây ghi hình anh và không phải phụ anh làm những cái công việc như thế này. Nhìn những món, đây là muỗng, dao, nồi của ba cha con ở nhà đấy. Như là có nhiều đây thôi, dọn hết lên đây để anh biểu diễn dính dao vào người. Em mới lấy ở dưới bếp nhà anh lên đây này. Để chắc ăn thì thôi, tôi chùi lại lần nữa đi nhá. Thôi em lấy dưới bếp ra mà. Nhưng mà thôi. Mấy cái đứa ở trên mạng nó bảo phải dán keo đúng không? Nó bảo dán keo nên mình tốt nhất là mình cứ... lau cả người luôn nhá. Lau dao xong lau người luôn. Vâng. Không sao cả. Cho nó chắc cú. Bây giờ tôi sẽ cho hút những cái vật nhẹ trước. Đây. Thực sự là rất là bất ngờ khi mà thấy nghệ sĩ Thế Nhân biểu diễn màn dính dao. Trợ lý của nghệ sĩ Thế Nhân là cậu con trai. Tôi thì tôi vẫn không tin vào những người trợ lý này. Vì nhiều khi anh bạn trẻ có cái gì thì sao. Chị Thế Nhân thông cảm nha. Tôi sẽ trực tiếp dính. Úi chà. Quý vị thấy không? Độc đáo. Lúc nãy ngồi uống cà phê với cả nghệ sĩ, tôi thử xem là bản thân mình có dính hay không, nhưng mà thực sự là nó không dính. Anh Nhân, vậy là mình có thể anh có thể dính được vòng quanh nhỉ? Hình như là lưng nó ít dính hơn vùng ngực. Lưng là có vẻ thấy hơi yếu. Nhưng mà phần đằng trước thì tại vì vận công đa số là vận công ở đằng bụng thôi không anh? Đúng là dán đâu cũng dính. Hèn chi cái dây chuyền của anh tụi nó giật không nổi là đúng rồi, nó dính cái đó mà. Rồi ok. Mà biểu diễn của anh Nhân thực sự là gây ấn tượng đối với tôi và những người làm phim. Lúc nãy em có nghe anh nói phong thanh rằng là anh có khả năng truyền cái nội lực của mình cho người khác. Anh có thể bây giờ anh truyền cho em một chút nội lực của anh để xem là những cái món đồ này có dính hay không, phải không? Có dính vào người em hay không, biết đâu em lại có thể đi biểu diễn với anh. Anh bảo thì em có thể là ra em biểu diễn được. Đứng thẳng, đưa hai tay ra. Đứng thẳng.
đưa hai tay ra. Đứa này. Cái này giống mai cây quá. Thấp xuống. À vâng. Rồi. Ấp bàn tay của quý vào bàn tay mày. Đó, nhắm mắt lại. Nghĩ cái gì ạ? Cứ nghĩ là đang có lù điện để nó chạy sang bên quý đâu. À vâng vâng. Thực sự là tôi thấy là nó cũng nóng lắm. Anh chuyển ít thôi nha, anh chuyển nhiều quá tí anh rồi, hết năng lượng rồi. Bây giờ thử xem nhá. À, lúc nãy em thấy anh có cái màn nhắm mắt lại như này đúng không? Không lại bật đúng không? À. Này hả? Quý vị thấy tôi làm giống không? Đó, dính chưa? Ồ, tuyệt vời quá. Không có gì là khó khăn cả. Đó. À, tôi có chiều này rồi. Nhưng mà được bao lâu thì là cái nội lực anh truyền cho em nó hết? Cũng có thể là vĩnh viễn, mà có thể mình không biết được, còn tùy vâng. vào cái cơ địa mỗi người. Vâng, à, vâng, vâng, đây. Hay quá. Đó, thấy à, chưa? À, hay quá. Nhưng mà lúc nãy là anh truyền cho em là có truyền thật lòng không đấy, không lại truyền để cho quay phim thôi, xong xong rồi về nhà ngủ một giấc ngày mai nó hết. Tôi ở trong tỉnh Cốc Thế Nhân. Và ngày hôm nay buổi sáng rất là tuyệt vời. Anh ấy đã dành cho tôi rất là nhiều những điều thú vị, rất nhiều những điều bất ngờ về nghệ thuật và đặc biệt là môn dính dao của anh ấy. Cảm ơn anh Nhân nhiều đã dành thời gian cho tụi em cũng như là khán giả của Đài Truyền hình Bình Dương. Rồi, xin cảm ơn và chào các bạn. Vâng, cảm ơn anh. Hy vọng rằng là em sẽ gặp lại anh trong một ngày gần nhất khi mà anh có những chiêu gì mới. Và chứ các bạn em nghĩ là ngày mai em sẽ gặp lại anh thôi, tại vì ngày mai chắc là năng lượng anh truyền cho em nó hết mất rồi. Anh Nhân có rất nhiều những dự án nghệ thuật và anh ấy không có nhiều thời gian, thực sự là như thế. Và hy vọng là tháng sau chúng tôi sẽ xuống đây gặp anh Nhân khi anh ấy có một bộ môn mới, có một chiêu trò mới để một tiết mục mới. Vâng. Vâng, để dành cho tất cả chúng ta những khán giả truyền hình. Xin cảm ơn ạ.